ngập ngừng sông núi sông mây. Anh theo em về đây, bạn mường treo leo dốc núi. Xôn xao tiếng pi chảy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hồi cầu mùa. Đưa nhau ta cùng về, chẳng quản vượt sâu núi cao. Điệu tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tim. Xuân sang hoa mơ nở trắng, tiếng khen môi xuân sang gọi bạn. Bếp nhà sàn thối hồng tình yêu lứa đôi. Chào mẹ, con mới đi học về ạ. À, con đi học về đấy à? Vâng ạ. Mẹ xem nào. Ôi trời ơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra thế này này. Mẹ ơi. Gì hả con? Cô giáo bảo hôm nay về bảo mẹ đóng tiền học phí đấy ạ. À, đóng tiền học phí. Đây đây, may quá. Mẹ vừa mới bán một lứa lợn, mẹ sẽ đóng tiền học phí cho con nhá. Dạ vâng ạ. Ờ, bây giờ vào rửa mặt mũi chân tay cho sạch sẽ xong rồi ăn cơm nhá. Dạ, thế vâng xong ạ. Rồi mẹ sẽ nộp tiền học phí cho con nhá. Dạ vâng ạ. Ừ, đi vào đi con. Mẹ, mẹ ơi. Cái gì đấy? Hả? Tiền đâu hả mẹ? Ôi giời ơi. Đứa nào cũng vừa về đến nhà là hỏi mẹ tiền. Con bé nó vừa hỏi mẹ tiền, bây giờ lại đến con lớn hỏi tiền. Tiền gì? Cái tiền mà con gửi mẹ, mẹ để đâu rồi? Ừ, thì mẹ cất rồi. Làm sao? Thì đưa đây cho con. Ô hay nhở. Cái tiền đấy là con bảo là mẹ cất cho con cơ mà, để con làm của hồi môn để sau này con lấy chồng. Ê, vừa mới đưa hôm qua mẹ đòi là sao? Thôi, bây giờ không cần chồng con gì hết. Bây giờ mẹ đưa đây cho con. Con mới tìm hiểu ra một hội giáo, chỉ cần nộp tiền vào thôi, xong rồi vào rừng cầu nguyện thì mọi điều mong muốn sẽ thành hiện thực hết mẹ ạ. À, thì hóa ra là chị về đây chị bảo là tôi đưa tiền cho chị, để chị cầm cả cái cọc tiền đấy chị nộp cho hội giáo đấy đúng không? Đúng rồi. Sao mẹ biết? Gom, chị nằm trong bụng tôi 9 tháng 10 ngày đi để tôi nuôi chị khôn lớn từng này làm gì mà tôi không biết. Nhưng mà mẹ nói luôn đây này, cái tiền đấy là mẹ giữ. Thế còn đâu bây giờ mà chị mà muốn nộp vào cái hội đấy, chị tự đi kiếm tiền khác đi mà nộp vào đấy nhá. Kìa mẹ, chẳng qua là con chỉ muốn thảnh thơi với ở nhà ăn nhàn nốt cái thanh xuân của con thôi. Ôi trời, này, thế bây giờ tôi hỏi chị là chị sướng như thế này rồi chị còn nghĩ là chị muốn ăn nhàn như thế nào nữa hả? Mà chị có biết là bây giờ ấy, chị mà muốn ăn nhàn như là chị đang làm khổ mẹ đấy, không chắc chiêu cho mẹ tức là làm khổ mẹ đấy, hiểu chưa? Mẹ mà nói thế, ôi là mẹ hết thương con rồi. Ôi trời ơi, tôi đẻ cô ra tôi không thương cô thì tôi thương ai hả? Thế thì mẹ đưa tiền cho con đi. Không, thế sao mà đưa được? Đã tìm hiểu cái hội đấy nó là cái hội nào chưa? Con tìm hiểu kỹ lắm rồi. Nói chung là toàn những điều tốt đẹp thôi. Mà có một anh nhá, vừa mới cầu nguyện xong nhá, mua được nhà lầu xe hơi luôn đấy mẹ ạ. Ôi giời ơi, thế thì đưa bao nhiêu? Nộp vào đấy bao nhiêu? 10 thôi. 10 nghìn thôi hả? 10 triệu. 10 nghìn cái gì? Hả? 10 triệu. Ôi giời ơi, tôi lấy đâu ra 10 triệu? Chị có biết là bây giờ tôi phải nhặt nhạnh từng đồng từng các một. Tôi lấy đâu ra tiền mà tôi nộp cho chị hả? Tôi in ra tiền đấy à? Mẹ ơi, 10 triệu là còn ít đấy nhá. Có người á, người ta còn nộp cả hàng trăm triệu ấy chứ. Mẹ phải cho đi thì mẹ mới nhận lại được chứ. Thôi. Tôi không cần nhận lại của ai hết. Tôi đủ rồi, tôi đủ sống rồi, tôi không cần nhận lại cho nên tôi cũng chả cần cho ai cả. Mà thôi. Cái 10 triệu đấy là con xin phúc, xin lộc cho cả nhà, chứ phải xin một mình riêng con đâu. Thôi. Tôi là tôi đủ phúc, đủ lộc rồi. Lộc phúc của tôi ý, là tôi cứ nuôi các chị ý, khôn lớn trưởng thành. Đấy là phúc lộc của tôi rồi. Ấy đấy, đấy, nó kêu rồi đấy. Hết con bây giờ lại đến con lợn nó đang kêu rồi kìa. Tôi phải xuống tôi cho nó ăn đây. Mẹ, nhanh, mẹ, tiền mẹ, cho cái con gì? Tiền nong cái gì? Để tôi cho lợn ăn đã. Mẹ, ở kia, mẹ, mẹ ơi. Rồi.
Em đợi chị lâu chưa? Em đợi lâu lắm rồi đấy. Trời ơi, bây giờ mình vào rừng để mà gặp giáo hội ạ. Ôi trời ơi, trước tiên gặp giáo hội ý, thì nó phải có quá trình. Em phải nghe chị nói thế này. Trời ơi, xinh thế nhỉ. Mà lại, thế bây giờ là trong tay em đang có vốn bao nhiêu tiền? Em có 10 triệu rồi ạ. 10 triệu à? Trời ơi, chị gặp em ấy, chị thấy con người em ấy là con người vừa xinh xắn vừa đạo đức. Ôi trời ơi, là chị muốn giúp đỡ em ngay lập tức ấy. Thế bây giờ là đưa tiền cho chị nhá. Thế xong rồi là chị sẽ giúp em làm giàu thật là nhanh chóng nhá. Ôi trời ơi, em không biết đâu. Ôi trời ơi, chỉ có vài chục triệu thôi. Nó sẽ trở thành vài trăm, nó sẽ lên 1 tỷ, 1 tỷ sẽ lên 10 tỷ, 10 tỷ lên. Ôi nhưng mà không được chị ơi. Em phải vào gặp giáo chủ đó chứ. Ok. Thế hôm trước chị bảo em là hôm nay hẹn ra đây để chị đưa em vào gặp giáo chủ cơ mà. Ôi trời, sao em ngây thơ thế nhở? Gặp giáo chủ đâu phải là dễ. Tiền của em có 10 triệu mà em bảo là gặp giáo chủ được ngay. Thế này, chị đã giúp rất nhiều những người ở bản bên rồi. Người ta đóng ở trong tài khoản ấy là mấy trăm triệu còn tôi chưa gặp được giáo chủ cái kìa. Nhá. Em cứ phải từ từ, bình tĩnh nhá. Giàu sẽ đến, đúng không? Chị ơi, bây giờ mình vào rừng cầu nguyện đúng không ạ? Ở trong đấy là có hội giáo chủ nhà mình đúng không ạ? Đúng rồi, chị sẽ cho em người liên lạc nhá. Gặp người liên lạc của hội giáo chủ. Vâng ạ, vâng ạ. Người của giáo chủ đấy. Vâng ạ. Đấy, em thấy không? Xin chào. Vâng. Xin chào. Đấy, chào anh ạ. Đấy, đây là người liên lạc của giáo chủ. Đấy. Đây liên lạc 1, đây liên lạc 2. Đúng rồi. Bao nhiêu chỗ không hẹn, hẹn là chỗ này khó thế. Ui, sâu dở hơi thế nhở. Khó khăn thì mới không ai để ý. Không nhìn xem ở đây ai biết được nào. Hả? Cái chỗ khơi khơi ra để mà chết cả lút. Nhưng mà quan trọng nhất ý, có tiền chưa? Sao anh không có tiền? Không có tiền thì tại sao tôi phải hẹn ra đây làm cái gì? Bởi vì thế này. Làm sao? Ừ, có tiền phát là phải chuồn ngay. Đúng chuyện rồi. Bây giờ nhá, nó là rất ngây thơ thật thà. Cứ để cho tôi đưa nó vào trong đã. Ông lấy được tiền lúc đấy mới tính. Rồi, chưa chị đã lòi cái khôn ra. Tôi chuẩn bị hết giấy tờ ở đây rồi. Ừ. Bảo nó là có giấy tờ chứng nhận, cứ yên tâm đưa tiền. Được rồi. Có dấu má của giáo chủ đàng hoàng. Được rồi, nhớ cứ lấy tiền đi đã. Thế bây giờ thế nào? Bây giờ là em sẽ đưa tiền cho người liên lạc của giáo chủ. Đây, đây yên tâm. Anh là liên lạc 1. Giáo chủ bao giờ cũng có giấy xác nhận, giấy biên nhận. Em cứ đưa tiền đi, có dấu đây nhé, hoàn toàn yên tâm. Sao bây giờ sao như được? Em như thế nào? Em muốn phải gặp giáo chủ đã. Thôi anh ạ, à, đây là người nhà của em, tiền ít nhưng mà anh cứ nhận lời đi rồi cho gặp giáo chủ. Thôi được rồi, cứ đưa tiền đi, xong rồi chờ anh dẫn đi gặp giáo chủ. Thế phải cho em gặp giáo chủ nhá, em mới đưa tiền đấy. Được rồi, sẽ gặp giáo chủ. Yên tâm. Giàu rất nhanh thôi. Chào vào đây. Thế nhá. Ơi anh ơi. Ơi. Ông cho em gặp giáo chủ á? Khử nó đi. Ông kia, giả tất tiền. Giả tất tiền đây. Mình. Ông kia. Không được. Mình. Hai anh ơi. Chuột tôi. Chuột. Hai anh ơi. Thanh ơi! Thanh ơi! Con ở đâu? Thanh ơi! Kia! Thanh ơi! Ôi trời ơi! Trời ơi! Con ơi! Ôi con ơi! Bác ơi! Ôi con ơi! Con ơi! Thanh ơi! Thanh ơi! Con có làm sao không con ơi? Con ơi con! Ôi con tôi đây rồi! Cháu ơi! Thanh ơi! Mẹ đây! Ông có làm sao không? Cháu có làm sao không? Mẹ lo mẹ... quá. Mẹ... Hồi giáo lấy hết tiền của mình rồi. Hồi giáo lấy hết tiền của con rồi. Hồi giáo cái gì? Có phải là hồi giáo đâu. Cũng may là mẹ báo công an đấy. Công an cho mẹ biết tin. Cái bọn này là bọn lừa đảo. Nó giả danh hồi giáo. Để nó lấy tiền của con. Nó đưa con sang biên giới đấy. Con hiểu không? Đây là điểm tập kết của chúng nó. Ôi trời ơi,
may rồi, thôi may rồi con. Thôi, đứa con. Cháu không sao là may rồi. Đúng thật, may rồi. Không có cái hội giáo nào cả. Đúng rồi. Đó là bọn lừa đảo, bọn chúng đóng giả là người dân bản và đi lừa những cái con mồi nhẹ dạ cả tin, không muốn lao động mà lại muốn giàu ngay như cháu. Lúc đầu ấy, bọn chúng vẽ ra một viễn cảnh rất là tươi đẹp để mà nhử các con mồi, cháu hiểu chưa? Sau đó các nạn nhân nộp tiền cho bọn chúng. Còn nếu mà ai chống đối mà ra đến điểm tập kết như thế này là chúng sẽ bắt cóc đưa qua biên giới để bán. Cũng may là cháu không làm sao là tốt rồi. Đấy. Bảo này, muốn làm giàu ấy thì phải dựa vào đôi bàn tay, khối óc của mình rồi để dành để dụ. Lâu dần sẽ có, chứ không thể nộp tiền cho cái bọn lừa đảo mà lại giàu ngay được cháu ạ. Thôi thôi, đây cũng là cái bài học cho con. Đấy, muốn có tiền là con phải chăm chỉ làm ăn, không phải là mình cứ ngồi không rồi tự nhiên cả mỗi cái cục tiền nó rơi vào nhà mình đâu. Nhá. Vâng. Thôi. Mẹ ơi, thôi. Xin lỗi mẹ. Thôi, may không làm sao là may rồi, thôi ta về thôi. Ờ, cháu cứ yên tâm nhá, bà cũng yên tâm. Rồi. Việc này tôi đã báo cáo với bộ đội biên phòng rồi. Thôi. Bọn chúng không thể thoát được. Đúng. Thôi, thôi. Ờ, cũng may là không sao. Ừ. Thôi, ta về nhỉ. Đi, đi về đi con, đi. Đây, đi đây. Đây, đi ra đây. Ngập ngừng sông núi sông mây, anh theo em về đây, bạn mường treo leo dốc núi, xôn xao tiếng pi chảy vào con suối reo vui. Ai ơi ta cùng về, về đây vui hội cầu mùa, đưa nhau ta cùng về, chẳng quản vượt sâu núi cao, điệu tâm hát giao duyên, trao em vòng bạc làm tiếng.